Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hoa Hoa. Dạ, con thưa sư, con kính thưa sư, vị Phật độc giác và chánh đẳng giác có phải trải qua bốn giai đoạn tương đương với sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả của một vị thánh thanh văn không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cả một vị Phật độc giác và vị Phật chánh đẳng giác khi tu tập cũng đều có sự tuần tự chứng đắc các đạo quả, cũng đều chứng qua sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, cũng đều tuần tự như thế. À, cái sự đạo quả nó cũng đều sinh lên một cách tuần tự từ sơ, nhị, tam, tứ. Và khi mà thành tựu được đến tứ quả rồi thì một vị Phật chánh đẳng giác sẽ đi kèm với tam minh, lục thông, tứ tuệ, phân tích và trí tuệ toàn giác, cộng với toàn giác trí, cộng với cái toàn giác trí của một vị Phật chánh đẳng giác. À, còn một vị Phật độc giác thì khi chứng đạo quả cũng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cũng tuần tự như thế, và cộng với lại cái trí tuệ của cũng có tam minh lục thông, cũng có cái tứ tuệ phân tích và cũng có cái tuệ của một vị độc giác. Tức là lúc đấy cái tứ quả nó sinh lên thì nó cũng đi kèm với cái trí tuệ của một vị Phật duyên giác, cái trí tuệ duyên duyên giác, cái trí tuệ độc giác Phật. Còn Phật chánh đẳng giác thì sau khi thành tựu được tứ thánh đạo, tứ thánh quả thì đi kèm với trí tuệ toàn giác, chứ cũng không phải là vị đấy không đi qua bốn tầng bốn đạo quả. Tất cả các vị giác ngộ đều trải qua tuần tự hết, từ sơ quả đến tứ quả hết. Thì một vị thanh văn giác cũng vậy, cũng sơ nhị tam tứ quả và đi kèm với có những vị tam minh lục thông tứ tuệ phân tích của thanh văn giác, hoặc là có những vị chỉ có tam minh lục thông mà không có tứ tuệ phân tích, hoặc có những vị chỉ có tam minh mà không có lục thông. Và một cái vị thanh văn giác đạt đến tứ quả thì tối thiểu là có tam minh, còn lục thông thì phải có tứ thiền bát định và tứ tuệ phân tích. Phải có tứ thiền bát định, nhưng là nếu như vị nào thực hành các pháp thiền chỉ quán thì khi chứng đắc được đạo quả, vị ấy sẽ thường đi kèm với tam minh lục thông hoặc tứ tuệ phân tích. Còn có những vị chỉ thực hành thuần quán thôi, các vị không có thực hành thiền định ấy, thì các vị ấy thường là hành chứng được tam minh mà không có thần thông. Vậy thì những vị có thần thông là những vị có thiền định cộng với này cái đạo quả đấy nữa thì mới có thần thông. Còn những vị mà không thực hành thiền định, khi chứng đạo quả vị ấy chỉ có mỗi túc mạng minh, thiền nhãn minh, nậu tận minh mà không có những cái năng lực thần thông khác. Nên là cái ưu điểm của thiền định là sẽ có một cái mức độ đạt được cái trí cao hơn một cái người mà không trải qua các tầng thiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con được nghe một vị sư giảng, cúng dường đến một vật thánh A-la-hán thì trổ quả ngay trong kiếp hiện tại. Con thưa sư, như vậy có đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cúng dường một vị A-la-hán thì vị ấy phải là một cái người mới nhập mà thiền diệt 7 ngày 7 đêm, sau đó vị đấy xả thiền diệt ra, rồi vị ấy đi khất thực. Và nếu như ai cúng dường vật thực cho vị ấy thì vị ấy giống như là được cái phước đã cứu mạng một vị thánh nhân, tức là một vị bất lai hoặc một vị A-la-hán hoặc một vị hay độc giác Phật có thể nhập được thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Thì quá 7 ngày 7 đêm không ăn thì sẽ nhập Niết Bàn, tức là sẽ tuổi thọ không thể tồn tại lâu hơn được. Và lúc ấy nếu như có ai có nhân duyên cúng dường đến các vị ấy một bữa ăn thì coi như là cái vị ấy có một cái phước cứu mạng thánh nhân, cho nên nó cho ra cái quả phước sẽ trổ trong ngày hôm đấy hoặc là 7 ngày sau. Tối đa là 7 ngày sau thì cái phước lớn vô biên sẽ cho quả tức thì. Thì chỉ trong trường hợp ấy thôi, chứ còn nếu mà cúng dường đến một vị A-la-hán nhưng không vì cái nhân duyên mà vị ấy mới nhập thiền gì đấy thì nó cũng không cho quả tức thì, mà có khi nên là kiếp sau, nhiều kiếp sau mới cho quả. Khi cho quả tức thì chỉ khi nào mình cũng một vị mới xả thiền diệt mà mình cúng dường đến thì mới cho quả tức thì được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thích Giác Ngộ ạ. Dạ, kính bạch sư, tại sao thời Phật còn tại thế, số người chứng quả A-la-hán và tứ thánh quả rất đông và trong thời gian ngắn lại có thể đạt được? Còn bây giờ, tại sao trên thế giới không có người tu chứng? Phải chăng do không có bậc đạo sư như Đức Phật ạ? Con kính tri ân sư ạ.
Cái bốn a tăng nghỉ kiếp 100.000 đại kiếp tu tập Bồ Tát đạo của Đức Phật với cái mục đích là để độ chúng sinh. Và trong cái quá trình tu đạo ấy, Đức Phật đã giao duyên với vô lượng chúng sinh. Thì những cái người đấy là những người mà giác ngộ trong thời Đức Phật, đó là những người đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và người ta luôn luôn có cái nguyện rằng là sau này tôi sẽ thành đạo trong thời Đức Phật đấy. Ví dụ như là bây giờ có rất là nhiều người biết rằng trong tương lai sẽ có Phật Di Lặc ra đời, và rất nhiều người đang phát nguyện là tôi cầu mong sẽ giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, mong rằng tôi sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Phật Di Lặc. Thì những cái lời phát nguyện đấy nếu nó thành tựu thì vị ấy sẽ nỗ lực thực hành thiền chỉ quán ở trong cái thời của Đức Phật Bổn Sư Mình, và vị ấy sẽ giác ngộ trong thời Đức Phật Di Lặc. Và cũng có rất nhiều các cái vị tu tập ở trong các cái giáo pháp của Phật Kassapa, của Đức Phật Kaunaha Mauni, của Đức Phật Câu Niu Tôn, hay là Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là rất nhiều người đã từng thực hành pháp ở trong thời các vị Phật quá khứ, và các vị ấy lại nguyện rằng tôi sẽ đắc đạo trong thời Phật Gotama. Luôn luôn nguyện như thế, vì các vị ấy được biết là tương lai có Phật Gotama ra đời thông qua các vị Phật khác giới thiệu, nói rằng tương lai có Phật Gotama ra đời, và rất nhiều người đã nguyện như thế, mong rằng tôi sẽ giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp Phật Gotama. Và những cái lời ước nguyện đấy nó thành tựu khi các vị ấy có công đức lớn và có thực hành pháp và phát nguyện như vậy. Cho nên trong những cái kiếp trước, các vị ấy đã thực hành thiền chỉ quán chín muồi rồi, đã thực hành thiền chỉ quán rất thâm sâu rồi, nhưng các vị ấy nguyện là sẽ đắc đạo trong thời Phật Gotama, cho nên phải chờ đợi cho đến khi Đức Phật Gotama thành đạo. Thì lúc đấy là nó đầy đủ các cái nhân duyên, nên là nhiều người chỉ nghe pháp cái là đã đắc đạo rồi. Chỉ gặp Đức Phật, chỉ nghe được một câu kinh rất ngắn, có thể là một bài kệ, hai câu, bốn câu, hay một bài pháp là đã đủ để đắc đạo rồi. Thì lúc đấy là các vị ấy đã từng tu giới định tuệ ở trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước một cách chín mùi và thuần thục rồi, nên chỉ chờ đợi cái lời phát nguyện nó thành tựu nữa thôi. Hoặc là ở cái kiếp này các vị ấy chỉ tu tập thêm một chút xíu nữa là thành tựu thôi. Thì đấy là những cái lời phát nguyện như thế. Người ta chỉ phát nguyện là thành tựu khi người ta gặp được Đức Phật hoặc giáo pháp của Đức Phật thôi. Thì một vị Phật có nhân duyên với rất nhiều người như thế, vì cái quá trình hành Bồ Tát đạo này có nhân duyên như thế. Nhưng mà cái giáo pháp của một vị Phật thì chỉ giới hạn trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, 500 năm hoặc 1.000 năm, là cái thời kỳ mà sẽ rất nhiều người giác ngộ, rất nhiều người đắc đạo. Nhưng sau đó thì những cái người giác ngộ và đắc đạo bắt đầu sẽ giảm bớt dần dần đi. Vì những cái người có đủ duyên, đủ ba la mật để giác ngộ đã giác ngộ cả rồi, giác ngộ hết trong thời Đức Phật còn tại thế rồi. Sau đó là các những cái năm, những cái thời chánh pháp tồn tại 500 hàng ngàn năm sau cũng vẫn rô số người giác ngộ mà. Nhưng mà càng lâu ngày thì cái số lượng người có ba la mật đấy bắt đầu giảm dần đi. Giống như là một cái ao cá mà mình mang cái lưới xuống mình đánh. Cái lúc đầu thì cá thì ngập lưới, cứ nhấc lên một cái là có cá. Nhưng mà đánh nhiều thì phải hết, thì dần dần cũng vậy. Giáo pháp của Đức Phật như cái lưới để bắt chúng sinh đi đến Niết Bàn vậy. Nhưng mà cái người có duyên thì dần dần hết đi. Giáo pháp độ hết chúng sinh có duyên rồi thì thôi. Ngày nào còn chúng sinh còn có duyên với giáo pháp thì giáo pháp còn tồn tại. Ngày nào hết những cái chúng sinh có duyên với giáo pháp hết đi rồi thì lúc đấy pháp bắt đầu phai mờ dần dần. Thì như thời bây giờ này, cách đã gần 3.000 năm rồi, thì những người có duyên với pháp đi đến giác ngộ đã đi đến gần hết rồi, chỉ còn sót lại một vài người do phóng dật năng xăng, cho nên là còn đang vớt vát nốt một số người dư sót, cho nên là bây giờ rất ít người còn đủ cái ba la mật để đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên là bây giờ người ta vẫn gặp pháp thì vẫn còn đấy, nhưng mà cái người ta tuần nơ nơ, người ta chạy theo tham dục, người ta đâu có chạy theo pháp đâu, người ta thấy pháp gì đó nó mơ hồ đó. Nên bây giờ ai mà giảng pháp mà nói đến đưa mấy cái tham dục vào, mấy cái giải trí vào, dạy mấy cái cách làm giàu, dạy mấy cách sống lâu, dạy mấy cái pháp trường sinh, dạy mấy cái pháp để tăng cường sức khỏe, dạy mấy cái pháp để làm ăn sinh sống, để chạy theo tham dục của đời, thì người ta nghe thích lắm. Nhưng mà chạy bây giờ mà ai mà giảng dạy những cái pháp đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến đoạn trừ phiền não, đi đến chấm dứt khổ đau, thì người ta nơ nơ, người ta bỏ ngoài tai, người ta nghe chả hiểu cái gì. Đấy là cái duyên nó hết rồi, nó vậy đó. Thời bây giờ là cái người có duyên với pháp nó đang
mai một dần, nó đang chỉ còn dư sót được rất là ít cái người mà hướng đến giải thoát giác ngộ còn rất là ít, còn những người hướng đến tham dục thì rất là nhiều. Thì một thời gian nữa thì không còn ai còn có duyên với pháp nữa thì pháp sẽ biến mất, không còn pháp nữa, chỉ còn lại cái hình tướng tín ngưỡng dân gian, rồi dần dần cái gì cũng thiện tuận theo quy luật vô thường, đến lúc mà hết sạch, rồi đến thời vị Phật tương lai, các vị Phật tương lai sẽ độ những chúng sinh hữu duyên tiếp tục. Đấy là giáo pháp là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hoa. Dạ, kính bạch sư, con có câu hỏi mong sư giải đáp ạ. Nếu vào ngày xin thọ bát quan trai giới mà sau giờ ngọ uống nước đường thì có xem là phạm giới không ạ? Con bị bệnh nền huyết áp thấp nên nếu sau ăn không sau ăn giờ ngọ mà vẫn làm việc như thường lệ thì rất dễ bị ngất xỉu. Xin sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Con Được xin phép uống nước đường, được phép uống nước mật ong, được phép uống nước trái cây. Nước trái cây ép và mình vẫn được uống, được phép uống bơ lỏng dầu mè. Tức là trong luật Đức Phật vẫn cho dùng những cái thứ đó. Nước ép trái cây, nước đường, nước mật ong, bơ lỏng dầu mè là được uống mà. Nên là uống cái đấy không không có phạm giới gì hết. Thì người xuất gia cũng được uống, người mà tại gia thọ bát quan trai thì vẫn được uống những cái thứ đó, không vấn đề gì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, con thưa sư, khi con đọc kinh điển Nikaya, có nhiều khái niệm Phật học con không hiểu thì con có thể tra nghĩa được ở đâu ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những cái bộ từ điển Phật học ấy, có một số những cái cuốn từ điển Phật học thì sẽ giải thích từng cái thuật ngữ ở trong kinh. Cái đấy là cũng là do có nhiều vị tự biên soạn ra, và mình phải tìm được cái cuốn từ điển Phật học đấy thì sẽ tra được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phật tử ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi thế nào là như lý tác ý? Có phải chỉ có một vị đã giác ngộ hoàn toàn mới có như ý tác ý không ạ? Một người phàm phu bình thường làm thế nào để có thể như lý tác ý được ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Như lý tác ý ở đây là cái sự nhận thức của mình, nhận thức đúng về một cái gì đó thì là như lý tác ý, mình nhận thức sai là phi như lý tác ý. Như lý tác ý này thì nó cũng có ở trên cái phương diện tục đế và chân đế. Như bây giờ mình thấy một cái chúng sinh khổ đau, mình biết rằng do cái người này là tạo những cái ác nghiệp cho nên là bị cái quả báo khổ đau, thì đấy là như lý tác ý, mình nhận thức đúng là như lý tác ý. Còn một cái người mình thấy một người an vui hạnh phúc, mình biết là người này là tạo những cái thiện nghiệp cho nên giờ được cái quả báo tốt đẹp, an vui hạnh phúc, đấy là như lý tác ý, mình hiểu hiểu đúng. Hay là khi mà các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần và mình hiểu đúng cái bản chất của các cái sự vật đó, ví dụ mình thấy ngôi nhà mình tác ý đây là ngôi nhà, mình không có suy xét là đẹp xấu của nó, thì đấy là như lý tác ý. Còn nếu như là mình mà có cái tác ý đây là ngôi nhà đẹp, đây là ngôi nhà xấu, một cái là nó có phi như lý tác ý ngay. Và mình hiểu là đây là ngôi nhà được xây nên bằng gạch sắt ngói bê tông thì đó là như lý tác ý. Còn nếu như là mình hiểu là ôi cái ngôi nhà này đẹp thế, mình sinh ra tâm tham hay tâm sân với nó thì đấy là như lý tác ý. Thì cứ khi nào mình hiểu đúng một cái gì đó thì đó là như lý tác ý, mình hiểu xa thì là phi như lý tác ý, có chánh kiến là như lý tác ý, tà kiến là phi như lý tác ý. Thì cái như lý tác ý thì nó sẽ khởi nên những cái thiện tâm hợp trí tuệ. Còn phi như lý tác ý thì nó sẽ khởi lên những cái tâm bất thiện, khởi lên si vô tàm vô quý phóng dật tham sân si, là nó khởi lên với phi như lý tác ý. Thì người nào học Phật pháp thì mình hiểu theo những lời dạy của Đức Phật là như lý tác ý, còn là mình hiểu sai đi là phi như lý tác ý. Còn những người thực hành những cái pháp thiền tuệ ấy, người ta thấy được những pháp chân đế như là sắc thọ tưởng hành thức, thấy được cái pháp duyên khởi ấy, thì cái đấy là cái như lý tác ý, đấy là cái như lý tác ý đi đến cái sự giải thoát. Cái như lý tác ý đấy mới là cái chánh trí, mới là cái trí tuệ đi đến niết bàn được. Còn một cái người mình chưa đắc các cái thiền chỉ quán thì vẫn có những cái đi như lý tác ý, nó thuộc về cái pháp hiệp thế này, nó thuộc về những cái pháp chế định này, những cái pháp tục đế, thì nó vẫn tạo ra những cái công đức phước lành ở cõi nhân gian. Vậy thì có như lý tác ý nó thuộc về cái pháp thế gian,
có những cái niên lý tác ý nó sẽ đưa mình đi đến suốt thế gian. Nó còn tùy theo cái khả năng hiểu pháp và thực hành pháp của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một thiền sinh ạ. Dạ, con xin kính thỉnh sư, xin sư cho con hỏi, một vị Phật tử tại gia muốn tu chứng đắc các tầng thiền, không sống thiểu lục chi túc mà họ vẫn lộng quần áo, vẫn treo nhiều. Họ tác ý hàng ngày là không được đắm nhiễm vào đó. Thì có được không ạ? Hay nên chuyển hẳn sang cách sống thiểu lục chi túc ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có những người người ta sống ở đời sống tại gia, người ta sống với những vật chất nhưng người ta không bị đắm nhiễm với vật chất thì người ta vẫn có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, người ta vẫn thành tựu được những pháp thiền. Nó có những người có khi có những vị người làm vua mà vị vẫn tu chứng được vì vị không chấp vào vàng bạc cung điện rồi là tài sản, vị đó không chấp trước vào thì vị đấy vẫn tu chứng được chứ không phải không. Rồi có những người là gia chủ, người ta có rất nhiều tài sản vật chất nhưng người ta không chấp trước vào đấy, người ta không tham đắm vào đấy thì người ta vẫn tu được, vẫn chứng được các tầng thiền. Còn có một số người thì người ta tham ái, bận rộn lo lắng cho những cái vật chất đấy thì người ta sẽ không chứng được tầng thiền. Thì với một cái người có dính mắc như vậy thì phải buông xả. Người mà có dính mắc như thế thì buông xả hết nó đi, sống một cái ngôi nhà trống, sống ở trong một ngôi nhà trống có ít vật dụng, có ít đồ đạc thì dễ dàng thực hành được thiền. Nhưng mà cũng có người người ta sống trong một cái ngôi nhà có nhiều vật dụng, người ta vẫn tu vì người ta không dính mắc. Thế nên cái này nó còn tùy theo cái tâm tánh của từng người. Người nào có tánh tham ấy thì nên sống xa lìa những cái vật dụng đó. Còn những có những người người ta tánh tham người ta thấp, người ta có cái tánh buông xả cao thì lại không vấn đề gì. Vậy thì vẫn thực hành được. Thế nó còn tùy theo cái tâm của mình có buông xả được không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Nguyễn ạ. Dạ, con kính thỉnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, muốn chứng đắc tứ thiền vô sắc giới, vị đó phải thực hành hết 10 biến xứ Kasina hay chỉ tập trung vào một biến cứ Kasina thôi ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Một biến xứ Kasina cũng có thể vượt lên tầng thiền vô sắc được. Ví dụ như vị đấy thực hành Kasina đất, rồi chứng đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau đó vị ấy vượt qua cái tứ thiền của Kasina đất đó, vị đó thành tựu được không vô biên xứ. Tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái lúc đấy là vị đó đã có các tầng thiền vô sắc rồi, với cái một biến xứ đất là được rồi. Nhưng mà vị đó muốn thực hành một cách thuần thục hơn, với cái định nó thâm sâu hơn thì vị đó nên thực hành đến các cái biến xứ tiếp theo, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ít nhất là 8 cái Kasina đấy, rồi vị đó lần lượt vượt qua Kasina nước để lên tầng thiền vô sắc, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng đấy. Nếu như vị đó muốn thực hành thuần thục để thực hành các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông thì vị đó phải thực hành 8 cái thiền chứng đó trên 8 Kasina, tức là phải thực hành cả 8 Kasina. Thì vì đó mà, hoặc là cả 10 Kasina hoặc 8 cũng được, rồi vì đó mới thực hành được 14 pháp thuần thục, rồi vì đó mới có thể phát triển được những năng lực như thiên nhãn hay là túc mạng thông. Thì phải thực hành cả 8 hoặc là 10 cái Kasina đấy và vượt qua tất cả 10 Kasina đấy lên tầng thiền vô sắc, thì sau này vị đó mới có được cái làm chủ được tâm nhu nhuyễn thuần thục và mới có thể phát triển được những cái thắng trí. Nên đấy là những cái người muốn luyện thắng trí mới cần hành những cái tầng thiền vô sắc, sắc giới và vô sắc. Còn nếu như mình thực hành thiền tuệ thôi thì chỉ cần đến tứ thiền sắc giới là chuyển sang hành thiền tuệ là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Tâm Nguyễn ạ. Dạ, con kính thỉnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, từ cõi vô sắc giới có thể tu tập chứng đắc niết bàn được không ạ? À, con xin thành kính chư Nếu sư. một người sinh về cõi vô sắc, sinh về cõi vô sắc thì là chỉ có tâm mà không có thân, có tâm thức vị ấy chỉ có thọ tưởng hành thức thôi, và vị ấy không có thân nên không có tai cho nên không nghe được pháp, không có mắt cho nên không nhìn thấy gì, cho nên là dù có Đức Phật ra đời thì một cái vị ở cõi vô sắc đấy cũng không thể gặp Phật được, cũng không thể nghe pháp từ Phật hay là không thể đi học hỏi từ nơi ai được. Nhưng nếu như vị đó có kinh nghiệm khi vị đó còn ở cái cõi người hay ở cái cõi nào đó, khi trước khi vị đó sinh về cõi vô sắc đó mà vị đó từng từng thực hành thiền tuệ Vipassana rồi, thì khi về đấy vị đó vẫn thực hành tiếp được, tức là khi ở cái cõi
Người này vị đó đã thực hành thiền tuệ phân biệt danh sắc, quán duyên khởi, quán tam tướng vô thường của vô ngã, nhưng chưa chứng đắc đạo quả. Và khi vị đấy chết, vị đó lại trú vào tầng thiền vô sắc, rồi vị ấy sinh về cõi không vô biên xứ, hay là phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy. Vị ấy không có thân nữa, vị ấy không đi học được của ai, nhưng vị ấy vẫn nhớ lại được những kiến thức mà mình đã thực hành ở trong quá khứ. Vì vậy cho nên vị ấy cứ nương vào cái kinh nghiệm mà mình đã có, đã thực hành ấy, thì vị ấy vẫn chứng đắc được đạo quả, vẫn đi đến Niết Bàn, vẫn giải thoát khổ đau. Nếu như vị đó đã có kinh nghiệm về thiền quán. Còn nếu như một vị nào chưa từng có kinh nghiệm thiền quán, rồi sinh về cái cõi vô sắc ấy, vị ấy sẽ không thực hành được thiền quán, và vị ấy hết thọ mạng ở cõi vô sắc đấy thì sẽ sinh trở lại, rồi phải sinh trở lại và phải học pháp nơi nơi các đức Phật thì mới đi đến giải thoát được. Vậy cái cõi vô sắc cũng có người đi đến giải thoát, mà cũng có nhiều người không đi đến giải thoát được, là vì như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, vì sao trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Gotama nhập và xuất 4 tầng thiền sắc giới, nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, nhập và xuất định diệt thọ tưởng, rồi Ngài lại tiếp tục nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, nhập và xuất 4 tầng thiền vô sắc giới, rồi mới nhập liệt vô lưu y Niết Bàn ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Nhập suốt các tầng thiền như thế vì những cái tầng thiền này là những tâm cao thượng, những cái tâm thù thắng mà Đức Phật đã an trú ở trong các tầng thiền này suốt đời, từ khi mà Ngài tu thành đạo. Vì cái quá trình Ngài tu thiền quán rất là nhanh, chỉ trong có một đêm Ngài đã đắc các đạo quả rồi. Khi đắc các đạo quả rồi, Ngài không cần thực hành thiền quán nữa, nhưng hàng ngày Ngài vẫn trú ở trong các tầng thiền đó, vì các cái tầng thiền đó là hiện tại lạc trú. Thì trong cái giai đoạn mà nhất là những cái ngày mệt mỏi, hay là cái cơ thể ốm đau, hay là ở cái giai đoạn mà cận tử ấy, thì cái sức lực về sự sống, về thân thể này là kiệt quệ hoàn toàn rồi, và chỉ còn lại cái sự nội tâm ấy, tức là cái tâm chỉ có an trú vào các tầng thiền đấy thì mới không có những cái cảm thọ mệt mỏi khởi lên. Vậy thì Đức Phật luôn luôn an trú ở trong các tầng thiền như vậy để Ngài trải nghiệm những cái cảm giác an vui, cái cảm giác tự tại, cái cảm giác an lạc, để nó không bị những cái khổ thọ trên thân nó chi phối. Mình cứ nhập suốt các tầng thiền như vậy, định nó rất là sung mãn. Thì định rất là sung mãn, nó có những cái trạng thái hỷ lạc rất là an vui tự tại. Cho nên là khi mà Ngài nằm ở cái dưới cái gốc cây Tana Song Thọ trước khi nhập Niết Bàn ấy, thì Ngài cũng luôn luôn trú ở trong các tầng thiền như thế cho đến giờ phút cuối cùng, cho đến cái khoảnh khắc cuối cùng nhập Đại Bát Niết Bàn, Ngài vẫn trú ở trong các tầng thiền, thì không bị những cái nỗi những cái cảm thọ đau nhức ở trên thân nó chi phối, vì các cái tầng thiền nó có cái sự hỷ lạc khinh an, cái sự an lạc định tĩnh ấy chế ngự hết những cái sự mệt mỏi nhức nhối, làm cho thân tâm luôn luôn định tĩnh sáng suốt. Cho nên là Ngài muốn duy trì cái tâm định tĩnh sáng suốt ấy đến cái khoảnh khắc cuối cùng, cho nên Ngài cứ nhập suốt các tầng thiền như vậy. Và cái người nào mà người ta chứng được các tầng thiền ấy, thì hàng ngày người ta vẫn nhập suốt các tầng thiền như vậy. Cả những lúc mà bình thường hàng ngày Đức Phật vẫn nhập suốt các tầng thiền đó để trải nghiệm cái sự an lạc, để chế ngự những cái sự mệt mỏi của thân tâm. Thì đó là một cái hành động rất là bình thường của các bậc có chứng đắc các tầng thiền. Con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Là thưa sư, xin sư cho con hỏi, vì sao có những vị thiền sư không dạy từ thiền định rồi qua thiền quán mà dạy trực chỉ thiền quán? Vậy phương pháp dạy không qua thiền định có thuận lợi và có khó khăn gì cho hành giả ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Khi Đức Phật còn giảng dạy thì Đức Phật cũng giảng dạy. Có những người Đức Phật sẽ dạy thiền định trước, rồi Đức Phật sẽ dạy thiền quán cho người đó sau. Vậy cho nên là có những người vị được gọi là chỉ quán hành giả. Nhưng mà cũng có Đức Phật cũng có những hành giả, cũng có những vị tỳ kheo Đức Phật chỉ dạy thuần quán thôi. Đức Phật biết rằng cái người này không có duyên với thiền định, chỉ dạy thiền tuệ là được rồi. Và cái người đấy chỉ cần thực hành thiền tuệ và đi đến giác ngộ, và cái người đấy được gọi là thuần quán hành giả. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn sẽ có hai hạng người truyền dạy pháp ở đời là như thế.
Cái người nào mà được học cái pháp chỉ quán thì bây giờ đem cái kinh nghiệm của mình ra dạy chỉ quán cho đệ tử, rồi cứ lưu truyền như thế. Còn những cái người nào chỉ được học cái pháp thiền thuần quán thôi thì cũng đem cái kinh nghiệm đó ra giảng dạy cho đệ tử và luôn luôn thực hành cái pháp thuần quán như vậy. Chỉ có Đức Phật mới có thể giảng dạy mà không cần phải dựa vào kinh nghiệm của mình. Đức Phật mới có thể nhìn được căn tính của chúng sinh, nhìn được căn cơ của chúng sinh, sẽ dạy trực tiếp vào cái căn tánh, căn cơ, cái ba la mật đó, cho cái người đó đi đến giác ngộ, giải thoát Niết Bàn một cách nhanh chóng và mau lẹ nhất. Thì cái khả năng ấy chỉ có nơi Đức Phật. Nhưng từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử chỉ dạy theo kinh nghiệm của mình hết. Đa số là dạy theo kinh nghiệm. Người nào đã được học thiền chỉ quán thì sau đó người đó sẽ chỉ dạy cho các học trò của mình về chỉ trước quán sau. Người nào mà được học thuần quán thì người đó lại chỉ dạy cho những học trò của mình thuần quán, chứ vị đó không hành thiền định làm sao bây giờ vị đó dạy được thiền định. Vị đó chưa có kinh nghiệm, chưa từng thực hành thiền định, vị đó không thể dạy thiền định được, vị đó chỉ dạy được thiền quán thôi. Còn những vị mà đã dạy thiền chỉ quán ấy, thì vị đó thì cũng dạy theo kinh nghiệm của mình, phải dạy chỉ trước quán sau thì nó mới tự tin. Còn nếu mà dạy thẳng vào thiền quán thì đôi khi cũng dạy được, nhưng mà nó hơi trái với cái kinh nghiệm, với sở trường của mình, và cảm thấy nó cũng không tự tin lắm. Cho nên rằng thường là cái kinh nghiệm của vị thầy như thế nào sẽ truyền đạt lại như thế vậy. Cho nên là từ thời Đức Phật đã có như thế rồi, cho nên thời bây giờ cũng như thế. Có những vị thiền sư sẽ dạy thiền chỉ quán, và có những vị thiền sư chỉ có dạy thuần quán thôi. Thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên. Và những cái con đường đấy nếu thực hành đúng, thực hành rốt ráo đều đi đến giác ngộ giải thoát được, chứ không phải là hai con đường đấy có đúng có sai. Hai con đường ấy đều đúng cả. Ai có duyên với con đường nào thì cứ nỗ lực mà thực hành con đường đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi từ hành giả Phúc Khả. Dạ, con thưa sư, xin lưu cho con hỏi, trong phương pháp hành thiền giải tâm từ, không được giải cho người khác giới tính. Con là nữ, nếu con giải tâm đến bậc đáng tôn kính là thầy của con thì có được không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Thầy cũng phải là người nữ, thầy là một thầy cô ấy thì được. Đây là chỉ là cái người sơ cơ, cái người mới chưa phân biệt được giữa tham ái với tâm từ nó như thế nào. Thì khi mà mình bắt đầu lựa chọn một cái người để giải tâm từ ở cái lúc mình chưa đắc thiền tâm từ ấy, thì phải giải đúng người cùng phái với mình, để cho mình không sinh lên cái tâm tham ái với người khác phái. Mình giải đến một cái người thầy, nhưng đó phải là một cái người thầy cùng phái chứ không phải người thầy khác phái. Với người thầy khác phái là thì vẫn không được, nó vẫn sinh lên những cái tham ái, nó tiềm ẩn. Vì bữa tâm từ với tham ái nó rất giống nhau, mới một cái người sơ cơ không phân biệt được thế nào là tâm từ, thế nào là tham ái. Cho nên phải hành với người cùng phái với mình trước để cho tâm từ nó khởi lên. Sau khi tâm từ đã nhu nhuyễn thuần thục rồi thì vị ấy mở rộng cái ánh sáng ra khắp chúng sinh vô biên, vị ấy có thể quán rải tâm từ đến cả người nam người nữ được. Tức là ở cái giai đoạn về sau thì vẫn có thể rải tâm từ đến cả người khác phái, nhưng ở cái bước đầu mới thực hành thì chớ có rải đến người khác phái để tránh cái tham ái khởi lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lý An Nhì ạ. Bạch thầy, con đang tập thiền Vipassana, con nghe thẳng thì thầy nói giới sinh định, định sinh tuệ. Mà lúc ngồi thiền chỉ tập trung hơi thở và không nghĩ gì cả. Con thắc mắc vì sao như vậy lại sinh ra tuệ được ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Ở cái giai đoạn mà thực hành thiền hơi thở ấy, chưa phải là thiền tuệ, đấy mới là thiền định, đấy mới là chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì mình cần chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở để cho đến khi nào chánh niệm tỉnh giác ấy được sung mãn thì đắc định, rồi vào đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của thiền định rồi, thì lúc đấy mình mới đạt được đến cái mức định thâm sâu. Khi có được cái mức định thâm sâu rồi mới chuyển sang hành thiền tuệ. Thì khi mình bắt đầu phân biệt sắc chân đế, danh chân đế, từ cái giai đoạn đấy mới gọi là tuệ quán. Rồi mình với tuệ quán về cái pháp duyên khởi đấy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử đấy, phân biệt ra năm uẩn đấy, nhân sinh ra năm uẩn đấy, tự đoạn dứt năm uẩn, con đường nữa đoạn trừ năm uẩn đó. Thì lúc đấy mới gọi là thiền tuệ Vipassana, mình thấy được cái tính sinh diệt, vô thường khổ vô ngã của nó. Thì cái giai đoạn đấy mới là trí tuệ. Cái tuệ là cái tuệ sinh diệt, tuệ nhàm chán, tuệ ni tham, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ chứng ngộ niết bàn, thì đấy mới là tuệ. Còn khi mà mình thực hành một cái pháp thiền thuần quán, một cái pháp thiền Vipassana, thiền tuệ, có thể là mình đang quán cái thân hay thọ tâm pháp, hoặc là mình đang quán cái phòng xẹp, hoặc là quán cái
tâm gì đó, thì lúc đấy nó cũng chưa phải là mình đã thành tựu được tuệ, mà lúc đấy nó cũng chỉ là chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì từ cái chánh niệm tỉnh giác ấy mình phải thực hành một cách miên mật sung mãn rồi nó đạt được đến sát na định. Từ cái sát na định đấy mình mới thấy ra được các cái tâm tâm sở, thấy ra được các cái sắc pháp, thấy ra được cái duyên khởi rồi còn mới thấy ra được tính sinh diệt. Thì từ cái giai đoạn mình thấy được các cái tâm tâm sở sắc pháp ấy mới được gọi là tuệ. Còn cái bước đầu nó cũng là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì hai cái con đường thiền định hơi thở này hay là mình đang thực hành thiền tuệ kia thì bước đầu nó đều là chánh niệm tỉnh giác hết. Định cũng chưa phải là định mà tuệ cũng chưa phải là tuệ, vì lúc ấy một người chưa đắc định, chưa đắc các tầng thiền chưa gọi là định, chưa thấy được danh sắc chân đế thì chưa gọi là tuệ. Vậy thì bước đầu đều là chánh niệm tỉnh giác, từ chánh niệm tỉnh giác ấy sinh ra định, mức định khác nhau, sát na định hoặc cận hành định hoặc an chỉ định. Rồi sau khi thành tựu được định ấy mình mới thấy ra được các cái pháp chân đế, thì từ lúc đấy đi mới gọi là tuệ. Vậy thì cái tên của cái pháp thiền nó khác nhau thôi, còn cái cách thực hành thì nó cũng đang tựa tựa như nhau chứ chẳng có gì là khác nhau cả. Thì nó đều phải có trải qua nội trình giới định tuệ hết, không có định thì không bao giờ có tuệ. Chánh niệm tỉnh giác đưa đến định rồi định ấy mới đưa đến tuệ sau, thì đều có cái sự tuần tự giống nhau hết, nên là cái cách gọi khác nhau nhưng mà mình không hiểu thì mình nói thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lý A Nhì ạ. Dạ, bạch thầy, khi hành thiền niệm hơi thở, làm sao để nhận biết được hơi thở mình ngắn hay dài ạ? Con xin tri ân thầy. Khi mà cái hơi thở ấy, có những cái lúc mà nó cần nhiều oxy, nó hít vào một hơi dài rồi nó thở ra một hơi dài, thì cái khoảng thời gian đi vào chậm chậm đi ra chậm chậm ấy, thì cái dài là dài về thời gian ấy, thì đấy được gọi là hơi thở vào dài hơi thở ra dài. Giống như lúc mình thở dài thở dốc ấy, hít thật sâu thở thật lâu ấy, thì cái lúc đấy được gọi là hơi thở vào dài ra dài. Còn có những cái lúc khi tâm của mình nó tĩnh, thân của mình nó an ổn và mình không cần nhiều oxy thì cái hơi thở nó thoáng vào nó thoáng ra, nó chỉ có hơi thoáng thoáng đi vào đi ra ở cửa mũi này thôi, và cái khoảng thời gian đi vào đi ra nó rất là nhanh nên gọi là hơi thở vào ngắn hơi thở ra ngắn. Đấy được gọi là hai cái thời, nó ngắn là ngắn về thời gian, nó dài là dài về thời gian. Vậy thì mình hiểu được như vậy thì mình sẽ hiểu được đây là hơi thở vào dài ra dài, đây là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Đấy là mình hiểu như thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phương Nhung ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong gia đình thờ Phật thì phi nhân có đến không ạ? Thổ công trong nhà là hàng chư thiên hay là phi nhân ạ? Con xin tri ân sư ạ. Phi nhân với chư thiên cũng như nhau, phi nhân cũng là chư thiên và chư thiên thì cũng là phi nhân. Trong gia đình mình thờ Phật thì thường là phi các hàng chư thiên mà không có đức tin thì người ta hay khó chịu. Ví dụ như là phi nhân hay là đều là cũng với chư thiên là như nhau, mà các vị chư thiên ấy thì người ta đều biết nhân quả, người ta rất sợ rất kính Phật. Mà nhất là những chư thiên mà người ta có đức tin, chư thiên cũng có người người ta quy y Tam Bảo, người ta là đệ tử Phật, nhưng cũng có người người ta không có đức tin, người ta không quy y, không làm đệ tử Đức Phật. Vậy nên nếu như mà gia đình mình thờ Phật mà các vị chư thiên ở trong nhà mình người ta cũng là những người tin Phật theo Phật thì người ta sẽ hộ trì mình, người ta hoan hỷ mình hết hết cả năm, người ta sẽ rất là thích thú, rất là hoan hỷ khi mình tụng kinh, người ta lắng nghe khi mình lễ Phật, người ta cũng hoan hỷ, người ta lễ Phật, người ta kính Phật, người ta tạo phước tu tập, người ta có cái cơ hội để tu tập mạnh liệt hơn. Nên là đấy là trong gia đình mình thờ Phật thì các hàng chư thiên cũng được thuần hóa theo. Còn trong gia đình mình thờ Phật, nếu mà các chư thiên người ta có đến thì đó là những chư thiên người ta hoan hỷ với Phật pháp mà người ta đến thì người ta sẽ hộ trì cho mình, nên là mình đừng có lo no. Hay phi nhân thì cũng thế thôi. Còn có những chư thiên, có những phi nhân người ta không hoan hỷ với Phật, người ta không có đức tin với Phật, mình thờ Phật ở trong nhà thì đôi khi người ta cảm thấy khó chịu, người ta đánh đi chỗ khác thì điều đó cũng tốt. Hoặc cái đấy là cái mà mình không thể biết được, cái việc về chư thiên phi nhân người ta có ngự ở đấy hay không thì mình không thể biết được. Nhưng mà chư thiên người ta không dám đội nốt làm Phật. Ví dụ như khi mình lễ Phật, khi mình thờ Phật, người ta không dám ngự ở trên cái ban đó để
vì người ta rất sợ tội, người ta rất sợ nhân quả, người ta thấy địa ngục, người ta thấy được nguyên nhân sinh vào địa ngục, cho nên người ta sẽ không dám không 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 dám làm những cái chuyện mạo nhận là Phật là để mình tôn thờ đâu, nên là cứ yên tâm, mình cứ thờ Phật và mình phải hiểu Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mình thờ Phật với một cái tâm có trí tuệ, thiện tâm hợp trí tuệ. Thì các chư thiên mà có ở đấy người ta chỉ hoan hỷ hộ trì theo, chứ người ta không dám mạo nhận làm Phật mà ngồi trên ban đâu, nên mình đừng có lo no. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mây Ý đó. Dạ, xin sư cho con hỏi, làm thế nào để có thể lấy được người như ý nguyện và có thể sống hạnh phúc với người ấy ngay trong kiếp sống này ạ? Lấy được một người như ý nguyện, tức là giống như là một cái người nữ muốn lấy được một người nam như ý, hay là một người nam muốn lấy được người nữ như ý. Nhưng mà như ý ở đây thì mình lấy một cái người nào đấy mà có cùng đức tin với mình thì nó là tốt nhất, tức là có cùng cái tôn giáo này, có cùng đức tin về nhân quả nghiệp báo này. Tức là nếu như là một người nam có đức tin thì cũng nên lấy một người nữ có đức tin như mình, tin về luân hồi tái sinh, tin về nhân quả nghiệp báo. Chứ một cái người có niềm tin lại lấy một người không có niềm tin thì nó hơi mâu thuẫn nhau. Người này nói này làm khác, người kia lại thích nói thích làm những cái việc khác nhau. Thứ nhất là có đức tin như nhau, thứ hai là có cái giới hạnh như nhau. Ví dụ như là một cái người thọ trì năm giới thì cũng nên lấy cái người có giới, có giữ giới, có quy y và thọ giới. Đấy là cùng cái giới hạnh như nhau. Ồ, như vậy thì dễ hòa hợp với nhau, giới hòa mà. Thứ ba là kiến hòa, tức là có cái sự hiểu biết ngang ngang với nhau. Tức là một cái người thì quá là thông thái, quá là thông minh, một cái người quá ngu si đần độn, hai người đấy sống với nhau thì cũng rất là khó hòa hợp với nhau. Và vậy thì ba cái đấy hòa hợp, tức là có đức tin này, cùng có giới hạnh này, cùng có cái chí kiến như nhau này. Có cái chi kiến tức là có cái sự hiểu biết như nhau, có cái chánh kiến và tà kiến ấy, như nhau là được. Còn nếu mà có nữa thì có cùng tạo phước lành như nhau nữa thì đó là lý tưởng nhất. Nên là Đức Phật gọi là ở trên đời này có hàng chư thiên sống với chư thiên, có hàng chư thiên sống với Atuna, tức là một cái người mà có cái đức tin hay là một cái người thiện mà sống với một cái người thiện ấy, thì giống như là chư thiên sống với chư thiên. Còn một cái người thiện mà sống với một cái người ác, một cái người có giới không sống với người không có giới, giống như chư thiên sống với Atuna, là cứ đánh nhau lộn bậy suốt ngày. Còn cũng có hàng Atuna sống với Atuna, tức là cả hai hạng người không có giới hạnh sống với nhau thì cũng đánh nhau suốt ngày. Còn Atuna sống với chư thiên thì cũng thỉnh thoảng đánh nhau, thỉnh thoảng có 50-50. Còn chư thiên sống với chư thiên là hạnh phúc nhất, tức là cái người đấy cần phải có bố thí, có niềm tin, có giới hạnh, có đa văn, có trí tuệ, cùng hai người cùng có những cái đức tính như vậy sống với nhau thì giống như là tiên sống với tiên, thì đấy gọi là hạnh phúc nó vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ thiền sinh sơ cơ. Dạ, con kính bạch sư, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư giúp con, chỉ giúp con trong kinh Niggala thì phần nào nói rõ về phương pháp thực hành thiền tuệ và 40 đề mục thiền định ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Trong kinh Nikaya thì bài kinh nào Đức Phật cũng nói về giới định tuệ, nhưng mỗi một bài kinh nói về một cái góc độ, một khía cạnh khác nhau thôi. Có bài như bài kinh hôm nay Đức Phật thì dạy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thực hành cái pháp thiền gì thành tựu đến các tầng thiền ấy, sau đó quán pháp duyên khởi. Còn mỗi bài kinh thì lại dạy về một cái góc độ, một khía cạnh cho một cái hạng người khác nhau, cho nên là trong các bài kinh chỉ có các cái bài luận về sau này, tức là thâu tóm lại những ý ở trong kinh thì mới đầy đủ. Ví như là luận thanh tịnh đạo thì mới đầy đủ 40 pháp thực hành về thiền định và 16 cái tầng về thiền tuệ. Vậy thì muốn học chi tiết đầy đủ thì để thâu tóm lại tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã dạy về thiền định rải rác trong rất nhiều bài kinh, chứ không phải là một bài kinh mà Đức Phật dạy đủ hết được. Một bài pháp của Đức Phật dạy chỉ giảng chỉ 1 tiếng, 2 tiếng đến 3 tiếng thôi, hoặc là 30 phút thôi, rồi Đức Phật còn phải đi khất thực, còn làm các phận sự khác. Thế làm sao có thời gian mà có thể thuyết giảng hết cả 40 đề mục thiền định, mà giảng cả tháng không hết. Nên là Đức Phật chỉ thuyết giảng vắn tắt thôi.
Nên là trong các bài kinh không có bài kinh nào đầy đủ 40 đề mục thiền định và đầy đủ chi tiết về thiền tuệ được, mà chỉ có trong các bộ luận sau này như luận vi diệu pháp, hoặc là mình học về luận thanh tịnh đạo là cái bộ luận cô đọng vắn tắt nhất đầy đủ về 40 pháp thiền định và 10 tầng thiền tuệ. Nên muốn học đầy đủ thì phải học trong các cái bộ luận như vậy. Còn học kinh thì rải rác, mỗi bài kinh Đức Phật dạy một chút em phải học hết cả Đại Tạng Kinh mình mới hiểu được các cái pháp về thiền chỉ thiền quán được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thanh Tịnh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi là một người giữ năm giới nhưng thi thoảng còn chơi cờ bạc thì có phạm giới không ạ? Việc chơi cờ bạc mang lại nghiệp gì ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Giữ năm giới mà chơi cờ bạc, cái chơi cờ bạc ở đây cũng là một cái tà hạnh hay là một cái hạnh của một cái người phóng dật. Chơi cờ bạc thích rủi ro, thích đỏ đen, thích ăn thua, còn cái tâm hơn thua. Cái đời sống về cờ bạc như thế thì không 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 có chân chánh. Nếu như mà mình có thắng, mình được những cái tài sản mà mình có thắng trong cái ván cờ bạc đấy, mà mình có sống bằng cái hạnh đấy, nó là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Thì mình kiếm được những cái đồng tiền đấy là bất chánh chứ không phải là chân chánh, nó chỉ là cái trò vui chơi hơn thua thôi. Mà cái người mất, người ta sẽ đau khổ. Hoặc là nếu như mà mình bị mất mát cái cờ bạc đấy thì mình sẽ làm tổn hại đến cái tài sản của mình và ảnh hưởng đến những người thân. Cho nên cái giới cờ bạc ấy nó giống như là nghiện ấy. Khi mình chơi nó thành cái thói quen, nó nghiện, nó giống như là nghiện rượu và các chất say ấy. Khi mình uống rượu thì khi mình say xỉn rồi mình sẽ hay sinh ra cái trò đi chơi cờ bạc. Cái người nào mà cờ bạc thì nó hay đi với rượu chè, rượu chè cờ bạc, thì nó sẽ đi cùng với nhau. Vậy thì mình mà đã đánh cờ bạc cũng đã là phạm giới rồi, là phạm giới giống như là giới uống rượu và các chất say nghiện đấy. Nghiện cờ bạc rượu chè cũng là một cái thói hư tật xấu tạo ra một cái ác nghiệp. Cái đấy là cái nghiệp này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến đức hạnh của mình ngay ở trong hiện tại. Nó giống như là cái này nó cũng chẳng khác gì cái người nghiện ma túy heroin ấy. Nó sẽ phá hết các cái đức hạnh. Khi một người đánh cờ bạc rồi người ta sẽ sẵn sàng đi ăn cắp, đi sát sinh, tà dâm và nói dối. Ê, cũng như người đã nghiện rượu và các chất say khác, người ta cũng thế, người ta sẵn sàng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Vậy thì cái người cờ bạc là mất hết giới hạnh, mất hết đức hạnh, mất hết chứ cũng giống như người uống rượu mất hết đức hạnh khác, thì người đánh cờ bạc cũng mất hết các đức hạnh khác. Cho nên là một người đã giữ giới thì không đánh cờ bạc rượu chè, còn đã rượu chè cờ bạc thì không phải là người có giới hạnh nữa. Người đấy đã mất giới hạnh rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ một thiền sinh sơ cơ ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, con đang thực hành thiền quán và đã tham gia được hai khóa thiền Vipassana đến nay. Hơn nửa năm, con nhận thấy ở một lứa thời thiền, 1 giờ sau khi tĩnh tâm và thiền niệm hơi thở, khoảng 10 phút thì con bước sang thiền quán. Và nếu chú tâm cao thì ánh sáng nó rất rõ rệt. Có lúc nó bừng sáng nhưng khi quán tại một điểm nào đó thì đó mù mờ thì con không còn duy trì được ánh sáng đó nữa. Có những hôm con chỉ thực hành thiền niệm hơi thở thôi thì ánh sáng nó không mạnh như lúc con thực hành thiền quán. Con xin sư chỉ dạy con nên thực hành ra sao cho hiệu quả. Con xin kính tri ân sư ạ. Thực hành thiền hơi thở mà đạt đến các tầng thiền ấy thì lúc đấy cái ánh sáng nó mới vững vàng và chắc chắn. Mình chú tâm ở một cái điểm nhỏ ở ngay trước cửa mũi thôi rồi cứ duy trì ở đấy. Làm sao duy trì ánh sáng đấy được liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Tức là nó liên tục, nó không gián đoạn nữa. Thì lúc ấy mình mới để tâm sang ánh sáng. Khi giữ tâm ở ánh sáng đấy mà mình biết cách quân bình được, tín tấn niệm định tuệ, nó không có bị thái quá, chú tâm nó vừa phải, nó không bị căng quá, nó không có nơ nà và không để cho năm triền cái nó khởi lên, thì lúc ấy mình có thể vào được sơ thiền. Nếu như mà có người dạy cho mình biết cách phân tích các thiền chi để đi lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và hành thuần thục năm pháp thuần thục với các tầng thiền ấy thì tốt nhất. Rồi sau khi mình có được cái định, cái tâm định tĩnh, có được cái ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ rồi, lúc đấy mình mới quán ấy, thì cái ánh sáng ấy nó không mất đi. Khi mình quán thì mình phải mở rộng cái ánh sáng ra khắp trên thân mình,
cho nên mình thấy cái ánh sáng nó sáng, nó lớn lên rồi mình cảm thấy nó sáng vậy thôi. Chứ thực ra khi mình chú tâm ở một điểm ấy, thì nó cũng sáng, nó định nó rất là sâu, nhưng mà vì lúc đấy mình gom tâm nhỏ lại cho nên mình thấy cái ánh sáng nó nhỏ. Còn khi mình quán thì mình phải mở rộng cái tâm ra, và lúc đấy nó trở về cái tâm dục giới, mình thấy nó rõ ràng rồi mình cảm thấy nó sáng là vì cái khoảng không gian nó lớn ra thôi. Chứ còn ở trong thiền định nó cũng rất là sáng. Và khi mình chuyển sang thiền quán mà mình quán được các cái pháp chân đế như danh sắc ấy, thì nó cũng sáng, chứ nó không phải không sáng. Nó sáng mà vì mình quán ở trên thân cho nên nó là ánh sáng trí tuệ, cho nên nó cũng rất là sáng chứ không phải nó không sáng. À, hai cái đấy nó đều có ánh sáng cả, đều có uy lực, đều có sự mạnh mẽ hết. Là do cái định nó chưa thâm sâu, chưa vững chắc cho nên khi quán là nó sẽ mở đi. À, vì cái định hay cái ánh sáng mình mới đạt được nó còn quá yếu. À, cho nên khi mình quán là nó không đủ sức để nó giữ được cái ánh sáng đó nên nó mờ đi. Khi mờ đi rồi mình quán mình chả thấy cái gì cả, chẳng thấy cái pháp gì để quán cả, cho nên là cần phải khôi phục lại cái định đó cho sâu hơn nữa, chú tâm ở cái hơi thở ấy, để khi nào mình duy trì phát triển cái ánh sáng đấy được liên tục không gián đoạn trong nhiều giờ. À, rồi mình chú được trên ánh sáng đấy trong nhiều giờ liên tục không gián đoạn nữa, lúc đấy mới chuyển sang quán, thì càng quán nó càng sáng lên chứ nó không mờ đi nữa. Nên là phải phát triển định đến mức như vậy thì khi mình quán mới thấy được các pháp, mới giác ngộ ra được các pháp và mới tuệ chi ra được các pháp. Chứ còn cái định nó còn yếu là quán là nó mờ đi là chả còn thấy gì nữa, thì lúc đấy chỉ quán trên khái niệm suông thì không bao giờ đi đến giác ngộ, mà mình quán đến đâu mình thấy đến đấy thì mới đi đến giác ngộ được. Vậy nên hãy phát triển định thêm nữa, chứ định còn yếu như vậy thì có quán cũng chẳng có lợi lạc gì cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ một thiền thính sư cơ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi về pháp hành ạ. Tuần trước con có tham gia phục vụ một khóa thiền trong thời thiền ánh sáng chung, trong thời thiền chung ánh sáng, trong thời thiền sáng chung 5 đến 6 giờ con thấy mình hòa nhịp với hơi thở. Đến gần 6 giờ con có cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng cả thân tâm, lưng rất thẳng. 6 giờ người phục vụ trong nhóm phục vụ gọi con nghe thấy mà con cảm thấy mình không thể động đậy hay trả lời được. Vì vậy con cứ ngồi im thoải mái như vậy thêm 40 phút nữa thì con mới có thể thoát thiền được. À, có một lần khi thiền ở chùa con cũng có hiện tượng như vậy, cảm thấy mình nghe thấy hết, bình thản, thoải mái nhưng không thể thoát thiền ngay. Thưa sư, đó là hiện tượng gì ạ? Có những lúc như vậy con nên làm gì ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Cái lúc này là do cái tâm của mình nó cứng quá, nó căng thẳng quá, để nó bị chú vào trên thân này nhiều quá này, cho nên là nó có cái hiện tượng đấy, cái hiện tượng nó căng cứng là như vậy. Rồi mình cái đấy nó cũng chỉ là cái cảm giác của mình thôi nhá, nó cảm giác như là mình không xuất ra được, cái ý thức của mình nó không xuất ra được khỏi cái định đó. Nhưng thực ra lúc đấy mình vẫn có thể nhúc nhích chân tay được, vẫn có thể mở mắt ra được, mặc dù cái tâm của mình nó không muốn xuất ra khỏi cái trạng thái đấy, nó giống như nó cứng đơ ra. À, nhưng đấy nó cũng chỉ là một cái tưởng của mình thôi, chứ lúc đấy mà mình muốn xuất ra mình chỉ cần động đậy cái chân cái tay cái là cái tâm, hoặc là mình không hướng tâm vào cái ánh sáng ấy nữa, mình hướng tâm vào một cái vị trí khác, mình hướng tâm ra một cái đối tượng khác, cái nó vẫn xuất ra được. Đấy là do mình chưa biết cách xuất thiền, chưa biết cách thuần thục trong xuất thiền, và cái chú tâm đấy nó quá căng. Cái định thì mạnh nhưng mà cái mức độ chú tâm quá căng, nó dính chặt tâm vào trán này này, do tâm của mình nó dính chặt vào một điểm ở trên thân ấy, nó dính chặt, nó cứng đơ vào đấy. Lúc ấy mình cảm giác như là nó có một cái gì đó nó nặng này, nó bám chặt lấy cái đầu, cái tâm của mình nó bám chặt lấy một cái điểm nào đó trên mặt, trên đầu mình ấy. Nhất là cái người hay để tâm ở trán này thì mình sẽ có cái cảm giác đấy thôi, vì mình chú tâm ở đấy quá lâu, mà chú tâm ở cái trán này quá lâu thì nó dính tâm vào đấy, nó dính cả ánh sáng vào đấy, nó cứ trú ở đấy hoài hoài cho đến lúc nào cái ánh sáng nó dịu đi thì lúc đấy mình mới cảm thấy như là mình rời ra được. Thì nên lần sau hãy hướng tâm dưới mũi này, để cho tâm nó dính vào mũi này thì không sao, mà tâm nó dính vào trán là mình sẽ hay có cái cảm giác đó. Nên là cái cách hành thiền thứ nhất là hãy hướng tâm xuống dưới cửa mũi, cái thứ hai là để cái tâm nó thản nhiên nhẹ nhàng hơn một chút nữa. Không nên quá là chăm chú vào ánh sáng như vậy, không nên chú tâm quá căng quá mạnh như vậy, thì nó nhẹ nhàng, nó thản nhiên thì định nó còn tốt hơn. Chứ mình thấy ánh sáng mình lại căng thẳng quá, mình lại để tâm trên trán cho nên nó mới có cái hiện tượng đấy.
hiện tượng đấy không đáng ngại, nhưng mà mình nên điều chỉnh lại cái mức độ chú tâm một chút nữa, nhẹ nhàng thản nhiên, và cái vị trí quan sát là ở dưới sát hơi thở này, và đừng để cho tâm nó dính vào trán này nữa thì nó sẽ không sinh ra cái hiện tượng đó. Dạ, con bạch sư ạ. Con đã trả lời tất được tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Về hồi hướng nhé. Ít đam mê bùn nhâm à sang hoặc khá dâm và hâm hô tu. Ít đam mê bùn nhâm nít bà na sa bánh cha dô hô tu mà ma bùn nhà bà gầm sa ba sa tha nam pa che mi te sa be mê đàm punya pagam na pan tu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.